Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết về chương trình quảng cáo sẽ có ở phần sau của video. Tóm tắt phần trước, một sinh vật đột ngột xuất hiện làm bay màu 70% mặt trăng và đang ủ mưu làm điều tương tự với trái đất, nhưng thay vào đó, nó lại trở thành giáo viên cho lớp 3E của trường Kunojigaoka. Trải qua những thăng trầm cùng nhau, tình thầy trò giữa sinh vật đó và học sinh càng trở nên thắm thiết. Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Trước nguy cơ của thế giới, những đứa trẻ vẫn phải xuống tay với người mà chúng gọi với cái tên thân thương, Koro Sensei. Thời hạn chỉ còn nửa năm nữa mà thôi. Sau sự vụ tại đảo nghỉ dưỡng, nhận ra việc chơi hội đồng sẽ làm khó tên bạch tuộc hói, chính phủ quyết định trao thêm một phần thưởng trị giá 30 tỏi yên cho bất cứ tổ đội nào ám sát thành công. Để mở bát cho chiến dịch học kỳ 2, cô bé xa lánh đã triệu tập toàn thể lớp lại để mở màn chiến dịch hạ gục Koro bằng cách đầu độc như thế nào? Nhét bom vào trong bánh. Cụ thể hơn thì xa lánh muốn làm một chiếc pudding khổng lồ với phần nhân là một quả bom chứa những viên đạn anti-Koro. Ông thầy kiểu gì cũng sớn xác tợp vào và lãnh đủ. Nghe kế hoạch thấy chất xám ra phết. Chi phí 100% được Bộ Quốc phòng đài thọ nên xa lánh cùng anh em mạnh dạn chơi lớn. Và chỉ trong thời gian ngắn, chiếc bánh đã được hoàn thành. Vừa thấy con hàng tươi rói rói, ông thầy Koro nước miếng nước dãi cứ thế mở van và lao vào đục khoét chiếc bánh. Nhưng trái với kỳ vọng, nhờ khiếu giác nhạy hơn cả cảnh khuyển, ông đánh hơi ra cả mùi bom và luồn xuống tháo chốt trong một nốt nhạc. Koro không có một chút lơ là. Dù ông khá tận hưởng thời gian bên lũ học sinh, nhờ thế mà phe thầy thua trắng bụng với cái nét dâm dê đê tiện. Dễ dàng bán đứng đồng đội như thế này, sớm muộn ông thầy cũng tự báo thân. Cái gì đến rồi cũng đến. Ngày hôm sau, trên mọi trang báo đều loan tin về một tên trộm đồ lót với mô tả cực sát với bạch tuộc hói. Mặc dù đã cố gắng thanh minh, nhưng càng bao biện thì bằng chứng buộc tội càng lòi ra. Hết cách, ông thầy đánh đi tìm thủ phạm đích thực để chứng minh sự trong sạch. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy. Kẻ đứng sau mọi chuyện chính là gã đồ trắng. Mục đích của hắn là cố định ông thầy lại bằng vật chất anti-Koro để Itona dễ dàng chiếm thế trong màn combat. Với những xúc tu đã được nâng cấp, Itona tự tin lần này sẽ kết liễu được Koro Sensei. Nhưng mà đây mới là mùa 2 thôi bạn ơi. Sau lần bật mốt siêu phòng thủ vừa rồi, ông thầy đã mở ra một skill mới mang tên Kamezoko mất body ẻ. Và Itona không có đối sách chống lại chiêu này. Nhưng ảnh hưởng của trận thua này lại nghiêm trọng đến lạ thường. Cơn sốc khiến các xúc tu ăn sâu vào đầu cậu, kéo theo cơn đau không ngừng. Gã đổ trắng thấy vậy liền quay xe, bỏ mặc cậu như thể vứt một món đồ chơi hỏng. Giờ đây Itona đã trở thành một con quái thú mất kiểm soát bởi những cơn đau không ngừng do phản ứng thải loại tế bào xúc tu ra. Itona chỉ trụ được có 3 ngày là kịch, không thể bỏ mặc học trò của mình. Thầy Koro cùng đám học sinh quyết phải giải cứu cu này cho bằng được. Nhưng tên đổ trắng giờ lại bắt cậu đi. Với tư cách nhà giáo, đời nào ông thầy ngoảnh mặt làm ngơ với học trò được. Bất chấp có bẫy phía trước, quả đúng như dự liệu, Koro đã rơi vào thiên la địa võng của đồ trắng. Hắn đã set up sẵn những bóng đèn tia cực tím nhằm hạn chế tốc độ của ông thầy, đồng thời xả đạn anti liên tục, nhưng mục tiêu lại là Itona, buộc bạch tuộc hói phải lấy thân mình ra làm bia xả đạn cho địch. Nhưng đến đây thì học sinh lớp 3E đột nhiên xuất hiện, đánh hạ toàn bộ đám lâu nhâu của đồ trắng. Kế hoạch của hắn lại thất bại và hắn đành bỏ trốn. Tuy Itona đã được giành lại, nhưng tính mạng của cậu vẫn bị đe dọa. Tầm này chỉ có cậu mới tự cứu được bản thân mình mà thôi. Chừng nào bạch tuộc con còn khăng khăng với chấp niệm về sức mạnh và sự chiến thắng mù quáng, thì chừng ấy đám xúc tu vẫn sẽ còn bám rễ sâu vào đầu của cậu. Sau khi biết được việc Itona đã đến phá hủy một cửa hàng điện thoại, tím lịm đã nhờ AI tìm hiểu thông tin về cậu dựa trên manh mối đó. Và kết quả bất ngờ phết, khứa này đã mua quần âu từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam uy tín hàng đầu trên gian Shopee Mall. Với bộ sưu tập xuân hè không còn quá mới nữa, 360 Boutique vẫn mang đến cho bạn một chương trình ưu đãi với giá cả hủy diệt. Chỉ 199k cho một chiếc quần âu chuẩn form với không chỉ thừa, cục ẩn tinh tế, dáng crop thời thượng để dễ phối đồ. Đã thế lại còn có chất vải xịn mịn, thoải mái cử động, không lo bị bí bị nóng. Mua nhanh thôi trước khi họ ra bộ sưu tập thu đông. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Tím lịm đã nhờ AI tìm hiểu thông tin về cậu dựa trên manh mối đó. Và kết quả bất ngờ phết, khứa này là con nhà chủ tịch, nhưng do gia đình phá sản nên cậu bị bỏ rơi. Ôi cậu ấy thật tội nghiệp, phải làm gì đó cho cậu ấy thôi. Thế là cả lũ cho cậu đi ăn ramen dở tệ, đi dân tổ úp vỉa quẹt chân trống, đọc sách đen khơi thông đầu óc. Nhưng làm gì cũng không thể tẩy được chấp niệm của Itona, buộc cốt đột phải ra tay đắc nhân tâm để cậu ta hiểu ra rằng buôn có hội, ám sát phải có bè. Làm gì thì cũng phải bình tĩnh, tự tin, không cay cú, phải thử nhiều lần mới làm được, nhất là việc hạ mạng ông thầy Koro. Và thế là Itona buông bỏ chấp niệm, ông thầy Koro cũng nhân đó phẫu thuật cắt bỏ xúc tu cho cậu. Ngay bữa sau, Itona chính thức gia nhập với lớp 3E. Không chỉ đóng góp trí tuệ về mảng kiến thức khoa học công nghệ, Itona còn đem đến cho cả bọn một thông tin quan trọng liên quan đến điểm yếu chí mạng của thầy Koro. Cụ thể thì trái tim của ông thầy nằm ngay dưới tấm cà vạt, xiên vào đó được là xong. Tuy nhiên làm như thế nào để xiên được thì chưa biết. Một cái khác chưa biết là ngài chủ tịch và Asano sau thất bại trong kỳ thi thì đang giáo diết hơn trong công cuộc đè bẹp tập thể lớp 3E. Và rồi cơ hội đó đã đến.
nhóm ngũ kiệt của Asano đã bắt quả tang lớp trưởng đi làm phục vụ ở quán cà phê. Việc học sinh đi làm thêm dù bất kể lý do là gì đều bị cấm ở trường Kunujigaoka. Lớp trưởng trước đây do từng vi phạm nên đã bị đuổi xuống lớp E. Nếu vụ này bị phát giác nữa thì chắc chắn là bị đuổi học. Thật quá là tiện để tống tiền. Nếu lớp E thắng lớp A trong cuộc thi đẩy trụ ở lễ hội văn hóa thì chúng sẽ coi như mù việc này. Trò đẩy trụ không hề đơn giản là một cuộc chơi đơn thuần, nó như một cuộc chiến ở cả trí lực lẫn thể lực. Không muốn anh em bằng hữu liên lụy chuyện của mình, lớp trưởng mạnh dạn đứng lên tự nhận trách nhiệm. Nhưng mà một cây làm chẳng nên non. Thế là cả lớp 3E trụm lại, đồng thanh nhất trí hạ bệ lớp A để cứu lớp trưởng. Ngày thi đấu đã đến, tuy đã chuẩn bị kỹ nhưng lớp trưởng vẫn khá lo. Nhưng thầy Koro đã làm công tác tư tưởng cho cậu học trò, khẳng định rằng sức mạnh cá nhân không thể nào hơn được nguồn lực tập thể. Lớp trưởng chỉ cần tối ưu hóa khả năng dẫn dắt đồng đội chiến đấu thì cửa sáng tự khắc sẽ mở ra thôi. Trận chiến đẩy trụ đã đến, để chắc chắn cho chiến thắng của mình, Asano đã nâng cấp đội hình về cả chất và lượng với sự góp mặt của một vài khuôn mặt Tây Đô. Còn về phía lớp E, do quân lực có hạn, lớp trưởng cho triển khai thế trận siêu phòng ngự để đảm bảo tính ăn chắc. Mở trận, Asano cho quân lên chiếm đường giữa, thực hiện chiến lược one hit kill. Lớp trưởng cũng cho người ra nghênh nhưng thua, được đà lao lên. Đám ngoại binh tiếp tục được tấn công nhưng lại rơi vào bẫy của lớp trưởng. Asano buộc phải triển khai đánh từ cánh, nhận ra cơ hội phản công. Lớp trưởng lãnh quân lao lên chiếm trụ. Nước đi này tạo điều kiện để Asano dựng thế bao vây. Sau khi hồi tưởng chiến lược được thầy Koro gợi ý, lớp trưởng lập tức cho toàn quân tấn công chạy vào khu khán giả, buộc đám lớp A phải dí theo. Chỉ chờ có thế, hai học sinh bị đánh bại ban đầu liền lao tới áp sát trụ của lớp A, rồi được đắp thêm lực bởi đội của lớp trưởng. Tuy nhiên họ đã quá coi thường Asano rồi. Cậu ta thi triển cung phu đánh bay từng đứa một. Lớp E tiếp tục gia cố thêm binh lực tấn công, trong khi lớp A còn đang mải phòng ngự. Lớp trưởng tung đòn chốt phối hợp với Itona, kéo sập trụ của lớp A, đem về chiến thắng cho lớp E. Sau khi nhận được tin thất bại của con trai, chủ tịch đã dành cho cậu những lời an ủi chao ôi sao thiết tha, đến độ khiến đám Tây Đô phải khó chịu lên tiếng thay cậu để đáp trả ý kiến thắc mắc của chúng. Chủ tịch không ngần ngại sử dụng chân tay để trình bày và kể cho chúng nghe rằng từng có một võ sư đai đen karate bón hành cho ông liên tục cho đến khi ông đánh bại hắn, tức là cho đến 3 ngày sau đó. Qua đó, chủ tịch muốn khắc sâu vào tâm trí của Asano sự uất ức đến nghẹt thở sau mỗi thất bại. Có vậy thì cậu ta mới mạnh mẽ lên được. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi. Tuy nhiên, thầy Koro đột nhiên yêu cầu toàn bộ lớp 3E ngừng mọi hoạt động ôn tập lại. Sở dĩ điều này xảy ra là bởi ban sáng, một đám học sinh do quá tự tin vào khả năng park cua của mình nên đã lạm dụng và gây ra tai nạn, khiến cho một ông cụ bị gãy xương đùi. Thầy Koro đã thất vọng đến nỗi không ngần ngại tặng mỗi đứa một cái bả tai để cảnh tỉnh cho cả lũ. Vì kiêu ngạo và bất cẩn không thể chấp nhận được, vẫn biết thời gian thi cử sắp cận kề, nhưng việc cấp bách hiện tại là phải rèn lại cái nết cho đám học sinh này. Vậy nên khi đến thăm và xin lỗi ông lão và biết được ông ta là hiệu trưởng của một trường mầm non, thầy Koro đã phạt cả lớp 3E đến làm công tác chăm trẻ thay ông lão trong 2 tuần. Đám trẻ nom khá mê hội học sinh lớp E, duy chỉ có cô bé khó ở này thái độ lồi lõm ra mặt. Nhận thấy tình trạng của trường đã xuống cấp trầm trọng, các học sinh đã tiến hành phân chia thành từng nhóm để đảm bảo công tác chăm trẻ, bổ túc kiến thức cho chúng và sửa sang lại trường. Trong quá trình gia sư cho cô bé khó ở, Nagisa nhận ra nhóc này bị học chậm, đồng thời cũng biết thêm được lý do tại sao dù đã lên 6 nhưng cô bé vẫn bám rễ làm chị đại ở lớp mầm non khi đi học tiểu học. Khó ở nên bị bạn bè bắt nạt thường xuyên, lại còn thêm những lời khuyên vô tri từ ba mẹ khiến cô bé chán nản, sợ đi học. Tuy nhiên, sau khi được Nagisa dẫn ra ngoài và chứng kiến tận mắt màn phối hợp ăn ý để cứu được chú mèo con, cộng thêm kỹ năng thao túng tâm lý của khứa phi giới tính, khó ở đã bắt đầu thay đổi. 2 tuần đằng đẵng trôi qua, ông lão cuối cùng cũng bình phục và trở lại trường. Nhưng vừa đến nơi thì ông đã bị một phen hoảng hốt khi không thể tin được mái trường tàn héo của mình nay đã được tân trang với phong cách chuẩn villa, với nhiều khu phức hợp rộng rãi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy. Hơn nữa, lũ trẻ không quên dành tặng cho ông một con xe điện custom cực cháy để tiện cho việc đi lại. Nhưng thay đổi lớn nhất đến từ cô bé khó ở. Sau khi được Nagisa chỉ dạy những mánh chống bắt nạt ở trường, cô bé đã hết sợ đến lớp, thậm chí còn đạt điểm cao trong bài kiểm tra. Nhờ có thời gian hoạt động công ích tại đây mà tập thể lớp 3E đã có thêm một bài học bổ ích. Sức mạnh càng cao, trách nhiệm càng lớn. Nhưng vì suốt thời gian đó không môn được gì nên cả bọn đều căng thẳng với bài thi giữa kỳ. Nhân cơ hội ấy, đám ngũ kiệt liền tìm đến pressing, cho rằng chiến thắng cuối kỳ trước của lớp 3E chỉ là hên nhất thời. Cho đến khi Kama xuất hiện, cậu liền khóa mõm tất cả lại với kết quả ở vị trí thứ hai của mình, chỉ kém duy nhất Asano mà thôi. Sau sự vụ lần này, lớp 3E đã mạnh mẽ hơn về mặt tư tưởng. Không dừng lại ở đó, chúng còn được Bộ Quốc phòng búp thêm đồ để bổ trợ cho nhiệm vụ lấy mạng Koro Sensei. Với giáp mới này của bọn trẻ sẽ hứa hẹn những phi vụ ám sát sau này vô cùng căng cực. Căng cực cũng là tâm trạng lúc này của cô Bích. Kể từ bữa tối lãng mạn mà lãng nhách tại khu nghỉ dưỡng lần trước, tên đầu gỗ Karasuma chẳng ngó ngàng gì đến cô cả. Thậm chí sinh nhật của cô đã qua tới 4 ngày
mà anh thầy vẫn chẳng chịu qua cáp gì. Cô bị tổn thương, để sốc lại tinh thần cho cô và đẩy thuyền cho hai người lớn. Cả lớp bay bắt đầu một chiến dịch mới. Một nhóm đưa cô Bích ra ngoài tách biệt với ông thầy, nhóm còn lại sẽ ra ngoài tìm mua quà cho cô. Nhưng cô Bích thì đã qua tay bao đồ xa xỉ rồi, thì biết tặng cô cái gì bây giờ? Tự dưng thấy đau đầu ngang. Trong lúc bối rối thì cả bọn nhận được một lời tư vấn đến từ một anh bán hoa dạo dạng VIP, người đã từng giúp họ trong vụ ông lão gãy chân. Phụ nữ nào mà chả mê hoa, đặc biệt là hoa đồng tiền. Cứ làm một bó phun tờ 10k yên là bao mê. Mỗi tội đám học sinh bị nghèo, nên anh bán hoa gợi ý cho một bó hồng, cho tình cảm thêm mặn nồng. Nghe cũng vừa hợp tình vừa hợp ví. Thế là cả bọn chốt luôn một bó, rồi đem về cho ông thần đầu gỗ. Ban đầu thì Karasuma tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng cuối cùng cũng chịu cầm bó hoa đi tặng. Khỏi nói cũng biết cô Bích xúc động dục đến thế nào. Nhưng cô chưa kịp nếm trọn niềm vui thì anh giáo lại kéo chị giáo về thực tại nhiệm vụ. Thế là cô dỗi lây luôn sang đám học sinh và cả thầy Koro. Vậy là chấm hết. Những mơ mộng của cô giáo trẻ tan tành. Cô Bích cứ thế bỏ đi không thèm nói lại một lời. Đến tận 2 ngày sau vẫn chẳng thấy tăm hơi cô đến dậy, liên lạc cũng không được, nên đâm ra cả lớp hơi lo lắng. Ngay khi thầy Koro rời đi, anh thanh niên bán hoa bất ngờ bước vào lớp, tự giới thiệu mình là sát thủ với cái tên giao dịch là Tử Thần. Hiện anh đang nắm trong tay cô Bích. Anh ta muốn cả lớp E đến một địa điểm được chỉ định và không được báo lại với giáo viên. Nếu làm trái, mỗi đứa sẽ nhận được một mảnh của cô Bích. Nói rồi hắn biến mất và chỉ để lại tấm bản đồ đánh dấu địa điểm đó. Thay vì chờ xem đứa nào nhận được cái đầu, lớp 3E lập tức lên đồ sẵn sàng cho một cuộc đột kích. Ngay khi vừa bước vào trong, cả bọn đã rơi ngay vào lồng của Tử Thần. Mục đích của hắn khi dụ đám trẻ đến đây là để làm mồi câu bắt con cá lớn Koro mà thôi. Nhưng với kinh nghiệm làm sát thủ bấy lâu, lớp 3E dễ dàng vượt qua cái bẫy. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của tay sát thủ. Hắn đã hack và vô hiệu hóa AI, khiến kênh thông tin của lớp 3E bị chặn hoàn toàn, rồi xuất hiện với hình dạng hack khóa để đưa chúng trở về cũi. Với kỹ năng sát thủ đã được mài đến sắc bén, Tử Thần nhanh chóng hạ gục từng học sinh trong lớp. Kể cả Nagisa ở trạng thái siêu sát thủ cũng bị hành bằng chính skill phá tâm lý của mình. Tuy nhiên đó không phải là toàn bộ học sinh. Một nhóm khác đã lẻn đi cứu cô Bích, nhưng ai dè cô Bích lại răng bẫy chúng. Cô Bích đã phản bội mà hợp tác với gã Tử Thần. Toàn bộ học sinh lớp E đã bị bắt, nhưng chúng sẽ không phải quá lo lắng. Thầy Karasuma cùng nhân vật phụ trợ đã đến để giải cứu. Khi hai bên chạm mặt nhau, cô Bích và Tử Thần thêm một lần nữa đóng kịch, hòng đánh lạc hướng hai ông thầy. Rồi đột ngột cô Bích tấn công bất ngờ vào đúng xúc tu chân của thầy Koro, khiến ông chênh choáng, loạn choạng, rồi rơi thẳng xuống nơi giam giữ toàn bộ lớp 3E. Những song sắt ở nơi đây đều được làm bằng vật liệu anti-Koro, khiến xác suất trốn thoát là một con số không tròn trĩnh. Nhưng Bạch Tuộc Hói sẽ không thể cam tâm chịu chết dễ như vậy. Thầy đã có một chiêu hoàn toàn mới: liếm song sắt. Chỉ cần chăm chỉ ngồi liếm song sắt thì giam 3 ngày nữa sẽ phá được vật lý cơ bản ấy. Nhưng Tử Thần thấy gớm quá nên không cho. Nếu Koro còn làm trò đần độn ấy một lần nữa, hắn sẽ cho kích hoạt bom trên cổ học sinh ngay lập tức. Kế hoạch của gã sát thủ là cho nước đổ ập xuống chỗ này, tiêu diệt Koro. Còn đám học sinh vạ lây, coi như chúng xấu số. Thầy Karasuma không chấp nhận điều đó, chính anh sẽ ra tay ngăn cản kế hoạch vô nhân tính này. Trước tình hình bất ngờ đó, Tử Thần vội bỏ chạy. Trên đường đi hắn đã chuẩn bị sẵn những cái bẫy, nếu không đủ để hạ Karasuma thì chúng cũng khiến anh thầy bận rộn. Khi ấy cô Bích sẽ có cơ hội từ phía sau. Thầy Karasuma nhanh chóng thông mọi chốt bom, bám sát tên Tử Thần. Nhưng trước mắt anh là hai sát thủ lành nghề, những kẻ xuất thân từ những khu ổ chuột, từng trải qua mưa bom bão đạn, nên họ luôn sẵn sàng chấp nhận cái chết. Vậy nên Tử Thần không ngần ngại xuống tay, đưa cô Bích thành vật tế vùi trong đất đá cùng thầy Karasuma. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để tước đi mạng sống của anh thầy. Còn tình trạng của cô Bích thì thảm hơn đôi chút. Anh buộc phải chọn giữa cứu cô Bích và bám theo tên Tử Thần. Karasuma toàn chọn đuổi theo Tử Thần, nhưng đám học sinh không cho, yêu cầu anh thầy phải ưu tiên cô Bích trước đã. Dù đã lầm đường lạc lối, nhưng dẫu sao cô ấy cũng rất đáng thương. Anh thầy bèn đồng ý và quay sang cứu con báo. Trong khi đó, tên Tử Thần đã đến phòng điều khiển. Hắn phát hiện ra đám học sinh và thầy Koro đã biến mất. Kích bom cổ thì chúng cũng đã tháo ra, buộc hắn phải quay trở lại. Nhưng hắn lại trúng bẫy rồi, số bom đó đã được Itona gỡ bỏ. Còn đám trẻ thì đang ẩn mình xung quanh. Riêng ông thầy Koro thì vốn đã giỏi ngụy trang, chỉ cần cởi chuồng là được. Trở lại tình hình phía thầy Karasuma, anh thầy đang phải đối đầu với Tử Thần. Một cuộc chiến căng cực diễn ra giữa đôi bên. Kỹ năng của hai bên kẻ 8 cân người nửa lạ, khó mà phân định thắng bại. Chỉ khi tên Tử Thần dùng mánh khẩu súng ở ngón tay nhắm vào động mạch chủ của team Karasuma thì cuộc đấu mới kết thúc. Gã sát thủ định ra tay kết liễu, nhưng hắn lại dính bẫy và hắn phải lãnh nắm đấm giận dữ của thầy Karasuma vì dám động đến học trò và đồng nghiệp của thầy. Cuộc chiến kết thúc, cô Bích cũng được bắt lại và nhận bản án phải quay lại trường học để tiếp tục công cuộc giảng dạy của mình, đồng thời chấp nhận bị hành hạ cảm xúc khi phải crush anh thầy soái ca mãi mãi. Sau vụ việc này,
thầy Koro buộc thầy Karasuma phải lên tiếng với Bộ Quốc phòng, yêu cầu họ phải đảm bảo môi trường an toàn cho lũ trẻ. Yêu cầu ấy đã được các sếp đồng ý. Đồng thời, họ còn thông báo với anh về dự án cuối cùng, đảm bảo sẽ tiêu diệt được bạch tuộc khói. Nhưng còn thứ quan trọng hơn thế nữa, đó là việc hướng nghiệp cho lũ học sinh. Giáo viên sẽ dựa vào tình hình học tập thực tế lẫn tâm tư của học sinh để đưa ra lời khuyên phù hợp. Học sinh lớp 3E ai cũng có những dự tính riêng, chỉ riêng Nagisa vẫn còn mông lung lắm. Cậu sở hữu những kỹ năng làm sát thủ và khi gặp thầy Koro, Nagisa cũng chia sẻ định hướng nghề này với ông. Bạch tuộc khói cũng nhận ra những phẩm chất độc lạ này của nhóc phi giới tính, nhưng ổng cũng biết khứa học trò có tính liều mạng nên muốn cậu suy nghĩ kỹ hơn về dự định này. Nhận thấy thành tích của con đã được cải thiện, tuy nhiên không được vào top 50, nhưng mẹ Nagisa dự tính sẽ đi cửa sau để cậu lên các lớp cao hơn, mặc cho con trai cật lực phản đối. Nhưng bà vẫn bất chấp, cậu không nghe thì bị đúm, thế thôi. Đối với mẹ, Nagisa là chìa khóa mở ra những cánh cửa ước mơ mà bà ngày xưa chưa mở được. Ngày hôm sau, bà đã đưa Nagisa đến gặp giáo viên chủ nhiệm để đề xuất chuyển lớp. Vấn đề bây giờ là trên danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm là thầy Karasuma, nhưng anh thầy đi công tác mất rồi. Và thế là thời cho diễn viên Koro đã đến. Méo mó có hơn không? Suốt cuộc trò chuyện, bà mẹ chỉ thao thao bất tuyệt về lý tưởng của bản thân dành cho Nagisa. Kể cả giới tính của cậu cũng bị bà ta kiểm soát, thậm chí ý kiến cá nhân của cậu cũng bị bỏ qua. Với nhân dạng Karasuma hiện tại, bạch tuộc khói tuyên bố mình sẽ không cho Nagisa rời khỏi lớp E và khuyên bà nên bỏ cái trò phụ huynh trực thăng đi. Với cái tánh dễ khùng của mình, bà ta đùng đùng bỏ về và đe dọa sẽ bất chấp tất cả để cho con trai rời khỏi lớp E này. Ngay tối hôm đó, bà ta đã chúc thúc mê Nagisa rồi đưa cậu đến trường học. Bà cho rằng chính lớp E đã làm con trai biến chất nên muốn cậu tự tay thiêu cái chỗ nó đi. Giờ đây trước mắt Nagisa, mẹ như một con quái vật trói buộc đời cậu. Chưa kịp lên tiếng phản kháng thì một gã sát thủ đã xuất hiện. Hắn đến đây là để ám sát thầy Koro, nhưng bắt hai mẹ con ở đây nên muốn bịt miệng cả cặp. Đối mặt với một lúc hai vấn đề, Nagisa xử lý cả hai, tuyên bố chủ quyền vận mệnh của bản thân, đồng thời ra tay hạ đẹp tên sát thủ. Thầy Koro cũng xuất hiện để giải quyết hiện trường, đồng thời góp sức để thay đổi suy nghĩ của người mẹ kia. Quá sốc khi nghe đứa con của mình sắp rời tổ, cộng thêm cú sốc vừa rồi khiến bà lịm đi, buộc thầy Koro phải đưa hai mẹ con về. Trong lúc di chuyển, hai thầy trò đã nói thêm với nhau về định hướng tương lai. Nagisa bây giờ đã thôi mong muốn làm sát thủ, thay vào đó cậu sẽ sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân để bảo vệ những người khác. Ngay sáng hôm sau, Nagisa chứng minh sự trưởng thành của mình khi chuẩn bị bữa sáng cho mẹ và nói cho bà ước muốn tiếp tục được học tại lớp E. Tuy không vừa lòng nhưng bây giờ bà đã chấp nhận để cho Nagisa tự quyết định tương lai của mình. Ở trường Kunujigaoka, cứ đến mùa thu đều sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực. Quy mô lẫn độ nổi tiếng của sự kiện này phải thuộc top đầu toàn quốc. Đây là dịp để học sinh cho thấy khả năng của bản thân, để thu hút ánh nhìn của các nhà đầu tư và nhà tuyển dụng. Dĩ nhiên đây là một cơ hội để Asano chứng minh thực lực của mình nhằm đè bẹp lớp E. Ngay khi sự kiện chưa bắt đầu, cậu đã hoàn tất thỏa thuận với một chuỗi nhà hàng lớn. Trong khi đó, lớp E cũng có những động thái riêng để chuẩn bị. Họ quyết định mở một nhà hàng ramen với nguyên liệu là những thứ ẩn sâu trong núi. Bằng kinh nghiệm nấu ramen của một khứa trong lớp, cộng thêm những nguyên liệu đậm đà vị thiên nhiên, hơn cả là chiến lược marketing trên mọi mặt trận, Koro và học sinh tự tin sẽ bòn được sạch tiền của khách đến quán. Những người quen xưa cũng đến ủng hộ, trong đó có cả khứa nhà điều kiện. Cái cu mê Nagisa như điếu đổ. Mục đích của sim lỏ này trước hết là để thưởng thức ẩm thực, sau là thưởng thức Nagisa, gặp Nagisa, biết được cu này là Rich Kid. Một chiến lược khai thác mỏ đã được lập ra để Nagisa lo đặt giàn khoan. Với kinh nghiệm nhìn mặt người từ khi còn nhỏ, khứa điều kiện đọc ngay Nagisa nói dối khi bao che cho sự xuất hiện của những sát thủ. Nhưng đến khi Nagisa thừa nhận mình là nam nguyên chất thì cậu ta méo tin. Nhưng sau lời tự thú thật lòng của Crush, sim lỏ cũng đành chấp nhận mà ra về. Đến ngày hôm sau thì hàng quán bỗng đắt hàng lạ thường. Thì ra khứa điều kiện là một food reviewer nổi tiếng, chủ sở hữu kênh ngon phết, đã lên bài cho quán của lớp 3E. Số khách đông đến độ hết cả đồ ăn để bán. Với tình hình hiện tại, lớp E hoàn toàn có cơ hội hạ được lớp A. Nhưng ông thầy Koro yêu cầu đóng cửa, bởi nếu cứ liên tục bòn tài nguyên thiên nhiên sẽ dễ làm mất cân bằng sinh thái. Điều này sẽ gây hại lớn tới môi trường. Vị khách cuối cùng mà họ tiếp đón là mẹ của Nagisa. Giờ đây bà đã chấp nhận hoàn toàn sự trưởng thành của con và sẽ để cậu đi theo tiếng gọi của chính mình. Tuy đã dừng lại từ khá sớm, nhưng Koro và học sinh vẫn có một slot trong top 3. Với những thành tích mới có gần đây, hình ảnh lớp E đã được cải thiện trong mắt học sinh trong trường. Ngay cả nhóm ngũ kiệt cũng phải thừa nhận năng lực của họ. Tham vọng trà đạp lên lớp E cũng dần vơi bớt. Và dĩ nhiên chủ tịch không ưng điều đó. Chỉ bằng lời lẽ của mình, ông ta đã biến đám ngũ kiệt trừ Asano thành thây ma thù hận. Hơn thế nữa, ông ta sẽ tự tay lan tràn loại virus này ra bằng cách trở lại bục giảng. Với cương vị chủ nhiệm lớp A, vốn là một giáo viên có thực lực, ông ta đã khiến kiến thức trở nên dễ tiếp thu hơn gấp 10 lần, nhưng tốc độ vào não cũng lên gấp 20 lần. Bất cứ học sinh nào không theo kịp sẽ bị ông ta thao túng rồi trở thành những thây ma thù hận. Chứng kiến sự đáng sợ của con quái vật đó, Asano đã tìm đến lớp E để nhờ họ đánh bại cha của mình và đập tan cái phương châm giáo dục đáng sợ của ông ta. Chỉ có lớp E mới thoát khỏi đại họa này. Không chỉ có lớp A mà còn là cha cậu cũng cần nếm mùi thất bại để có thể tỉnh ngộ.
Asano cũng không ngại cúi đầu để cầu xin lớp E, ai cũng xúc động. Cho đến khi chúa tể cả khịa lên tiếng, Kama tuyên bố lần này cậu sẽ hạ bệ Asano để nắm vị trí số 1. Còn tập thể lớp E cũng hứa sẽ dốc toàn lực để hạ bệ lớp A, cũng để đạt KPI nằm trong top 50 mà thầy Koro đề ra. Sau bao sức ôn luyện thì ngày thi cũng đã đến. Trong ánh mắt man rợ của đám học sinh lớp A, anh em lớp E sẵn sàng tiến vào sàn đấu tri thức. Mới chỉ với môn anh văn mở bát thôi mà đứa nào đứa nấy bị đập cho tả tơi hoa lá. Từng môn tiếp theo, đề thi khoai nó cứ phải gọi là thôi rồi. Nhưng tùy đứa mà có những chiến lược làm bài khác nhau. Đứa thì dùng mẹo, đứa thì thử mọi kết quả, đứa thì hên xui tài xỉu. Ai cũng mong muốn giành lấy điểm cao nhất có thể. Riêng Kama vẫn cho thấy tài năng đáng nể của mình. Khi hạ gục con quái vật siêu khó trong khi chúng bạn bó tay, tất cả là nhờ chiến lược ôn tập mới của thầy Koro. Khi để những học sinh giỏi trong lớp giảng bài cho những em yếu hơn. Vậy là một người học, hai người hiểu bài, tinh thần đồng đội cũng được sờ tong theo. Trên chiến trường bây giờ, Kama sẽ đối diện với con quái vật đáng gờm nhất câu cuối môn toán để đánh bại kẻ số 1 toàn trường, Asano. Hai bên có những trường phái giải bài hoàn toàn trái ngược, trong khi Asano áp dụng chiến lược chi phối không gian để tạo ra lãnh thổ của riêng mình, thì Kama sử dụng biện pháp chia khối thành các phần cân bằng, tương tự như cân bằng tài năng giữa cậu và anh em trong lớp 3E, từ đó tìm ra đáp án chính xác một cách nhanh chóng. Còn Asano tuy đầu có nhảy số trước, nhưng sau cùng lại không giải xong kịp. Ngày công bố kết quả đã đến, lớp E đã đạt KPI, toàn bộ đã vào top 50. Riêng Kama đã thành công đánh bại Asano để ngạo nghễ ở vị trí số 1 toàn trường. Song song với niềm vui của lớp E là nỗi thất vọng tột cùng của lớp A. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó đây lại là điềm lành. Họ đã nhận ra vị trí thực sự của bản thân mà bớt thượng đẳng, thậm chí chấp nhận đẩy xuống lớp E để có thể trưởng thành hơn. Trong một phút khó chấp nhận, chủ tịch đã quệt má bay cả người thằng con trai. Kế hoạch giáo dục của mình đã sụp đổ, nhưng ông ta không chấp nhận điều đó. Để triệt tiêu cái tư tưởng giáo dục đối nghịch đó, chủ tịch cho cần cẩu đến phá rỡ khu lớp E để chuyển tất cả đến khu trường giống với nhà tù, đồng thời sa thải thầy Koro. Tuy nhiên đây chỉ là vũ khí để thao túng mục tiêu của ông mà thôi. Cái đích nhắm tới là muốn một kèo đọ sức với thầy Koro. Ông ta chuẩn bị 4 quả lựu anti Koro vào và một quả hàng real, đặt random vào 5 quyển sách ở chế độ tháo chốt. Thầy Koro sẽ phải giải câu trên cùng trong 4 quyển sách đầu tiên trước khi lựu nổ, quyển còn lại sẽ để cho ông. Bất chấp xác suất bốc và bom kháng mình rất cao, nhưng vì bảo vệ khu nhà và nghề của mình, Koro chỉ có nước chấp nhận cuộc đấu mà thôi. Ngay từ sách toán đầu tiên, ông thầy đã rơi vào bối rối rồi. Để rồi bom nổ khiến cơ thể nhận đam không ít, nhưng đó cũng là môn duy nhất Koro giải chậm. Số còn lại ổng liếc qua là ra kết quả ngay. Koro vốn đã học thuộc toàn bộ kết quả của các bộ sách, chỉ do môn toán bị học sinh mượn nhiều quá nên ổng quên thôi. Kết thúc 4 quyển đầu, giờ quyển cuối thuộc về ngài chủ tịch. Trước khi ra đi, người ta thường hồi tưởng, và ngài chủ tịch cũng không phải ngoại lệ. Ở thời quá khứ, ông từng là một giáo viên mẫn cán và nhiệt huyết, với tư duy dạy học tương đồng với thầy Koro bây giờ. Khu nhà mà lớp E đang học chính là nơi mà ông đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Nhưng rồi một biến cố xảy ra khiến ông thay đổi hoàn toàn tư duy giáo dục. Một học trò lứa đầu của ông đã tự kết liễu đời mình do bị bạo lực học đường. Kể từ đó, chủ tịch đã theo đuổi triết lý học tập mạnh mẽ và không ngừng phát triển nó để cho ra những thế hệ học trò xuất sắc. Biểu tượng cho tư duy mới đó của ông chính là ngôi trường Kunujigaoka, còn khu nhà E là đại diện cho sự hèn kém trước đây. Trở lại với hiện tại, chủ tịch không ngần ngại mở quyển cuối cùng, dĩ nhiên là nó nổ. Nhưng thầy Koro đã dùng kim thiền thoát xác để lấy lớp da che chắn cho chủ tịch. Lý do để Koro Sensei quyết định cứu giúp cho đối thủ của mình là vì hai người đều có chung mục đích tạo nên sự sống thông qua giáo dục. Nhưng Koro may mắn hơn khi được nhận lớp E, một tập thể tương đồng với nhau về nhiều mặt, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Nhưng người tạo ra nền móng cho nó chính là chủ tịch. Sau trận thua đó, chủ tịch bắt đầu có những biến chuyển về suy nghĩ. Với tư cách là người thầy và là người cha, lớp E đã được giữ lại. Đồng thời hôm nay Koro cũng trao phần thưởng cho bài kiểm tra vừa rồi cho học sinh bằng cách tiết lộ thêm điểm yếu trí tử của bản thân. Thực chất ổng không hề mạnh như đám học trò vẫn hay nghĩ. Bạch tuộc khó chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ mà thôi, tức là bám hết xúc tu thì có thể khống chế được ổng, nhưng làm thế nào thì ổng không nói. Ngày hôm sau, lớp trưởng báo cho tập thể lớp một tin không rõ là mừng hay buồn. Lớp 3E phải thực hiện một vở kịch cho buổi hội diễn với khả năng của từng thành viên trong lớp cùng với sự giúp sức của Koro Sensei. Một vở kịch siêu đả đã được ra đời, kèm theo sự la ó của khán giả bên dưới. Tuy đã hòa nhập với tập thể trường, nhưng lớp E đang đứng trước một nguy cơ không hề nhỏ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tất cả sẽ có trong phần còn lại của season 2. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.